xin chào mọi người. Hôm nay em lại mở hàng buổi sáng một cây mộc hương ta hoa vàng vanh gốc tầm 17, 16, 17, 18. Đây, cây rất là đẹp này. Tán to, phum trên cây đang chi chít hoa luôn. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới cần một vài cây trồng sân vườn. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới mình cần một hai cây để trồng sân vườn cho thơm ấy, trồng lấy hương thơm ấy, thì các bác có thể mua cây mộc hương này. Đây là nhà em hoa chi chít luôn, đang hoa hoa chi chít luôn, chuẩn tét luôn đấy. Đây. Mà giá cả rất là bình dân. Giá cả rất là bình dân luôn. Hoa này. Mộc ta hoa vàng. Mộc ta hoa vàng là bông hoa nó màu vàng, lông gà con chấm nở nhá. Các bác nhìn thấy này, rất là nhiều lụ này. Cây mà đang vào đóng rất là nhiều lụ này. Lụ. Đấy, lụ hoa cứ nở liên tiếp. Cái mộc hương này nó hay lắm. Mộc hương này hoa nó có lở từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm. Nó có hết một lứa hoa này, nó kế cận luôn một lứa hoa khác. Hết một lứa hoa này, kế cận luôn một lứa hoa khác các bác nhé. Hoa rất là thơm, không phải tự nhiên mà nó hot thế đâu. Hoa của nó rất là thơm. Hoa thơm, các loài hoa khác cũng thơm. Tại sao mà cái cây mộc này nó lại hot hơn các loại khác? Bởi vì hương thơm của mộc hương ấy, nó là hương thơm dịu dàng và sâu lắng. Hương thơm của nó rất có chiều sâu. Đây ở hoa đây ạ. Đây đang rất là nhiều mầm lên này. Nhiều mầm lên, mầm nhú lên này. Đấy, các bác thấy không? Hoa nó màu vàng lông gà con nhá. Khi mới nở thì màu vàng lông gà con. Khi nó tàn thì nó thành màu trắng. Hoặc khi nó nở nó còn tùy theo thời tiết nữa. Ví dụ thời tiết mà nở vào hôm là trời mưa, hoặc là mưa quá, hôm nào nắng quá, thì bông hoa nó cũng sẽ thành màu trắng nhạt nhá. Màu trắng nhạt. Thế nhiều bạn nhìn cái bông hoa này, mọi người cứ bảo là hoa nhìn giống hoa trắng, nhưng thực ra nó là hoa vàng đấy các bạn ạ. Mộc hương, tất cả mộc hương ở Việt Nam mình đều là hoa vàng. Nhưng mà màu mộc hương ta, cái màu của mộc hương ta là hoa vàng, nó vàng nhẹ. Còn mộc hương ta thì là hoa nó màu vàng nhẹ, nó không màu vàng ửng như các loại mộc hương của nước ngoài. Như cái này là vanh 16, thoát thân 1 mét này. Nhà em bán giá rất là bình dân, chỉ có 3.5 triệu một cây thôi. 3.5 triệu một cây nha các bác nhá. Cái này vanh 16, thoát thân 1 mét. Hàng này em bao sống cho khách. Bao sống cho khách ạ. Cây nó ra rễ cực kỳ khỏe. Như cây này này, em quay cho mọi người, cây này là nó ra rất là nhiều rễ rồi. Như cây này nhấc lên này, vừa nhấc lên nó ra cực kỳ nhiều rễ này. Quay qua từ bóng mọi người nhìn thấy là rễ nó ra như này nhá. Đây mọi người thấy không? Nó ra nhấc lên, hàng nhà em đã dâm ủ rồi, cực kỳ đảm bảo ra hết cả rễ trắng rồi. Chứ không phải hàng vừa mới đánh lên, hàng nhà em hàng dâm ủ rồi, dâm ủ cả tháng rồi. Cây ra rễ trắng cực kỳ đẹp luôn. Em Thủy bán là 3.5 triệu một cây nhá các bác nhá. 3.5 triệu một cây ạ. Cây này là vanh 16 này. Vanh 16, 17 này các bác này. Đấy, vanh 16, 17, cây này cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này, con này cũng vanh 16, 17 này. Cây này cũng vanh 16, 17 này. Con này là vanh 16, 17. Cũng vanh 16, 17 nhá. Thân đẹp này, chất mộc đẹp, ra mộc đẹp. Cái chất mộc của nó cực kỳ già cây. Cái lô này chất mộc của nó rất là già cây nha mọi người nhá. Em Thủy bán bao tiền? Em Thủy bán chỉ có 3.5 triệu nha mọi người nhá. Em còn lô này em còn 50 cây thôi. Các bác nhanh tay giúp em. Em còn đúng 50 cây nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 90 phân. Em còn đúng 50 cây nhá mọi người nhá. Bác nào mua hàng thì chốt đơn chuẩn màn hình cho em. Ưng cái nào thì chốt đơn chuẩn màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Có con này là con to này. Con này là con to này. Con này coi cây này cực kỳ to luôn. Mà quay ở góc này. Con này cây to này. Tán rất là to và dày. Tán to dày và cái gốc của nó rất là già. Con này vanh của nó gần 20 luôn ấy. Vanh của nó đây là chốt rồi, chốt đẹp này. Đấy. Ừ.
vanh 18. Chưa đo sát gốc đâu. Sát gốc con này phải 20 đấy. Vanh con này vanh đo cách gốc khoảng 2 phân. Cái bọn này em nhận tặng vanh từ 16 đến 17 nhá các bác nhá. Vanh từ 16 đến 17. Giá là 3,5 triệu một cây. Hàng đẹp đấy ạ. Vanh 16, 17 giá 3,5 triệu một cây nhá. Ai quan tâm thì inbox Zalo cho em. Ai quan tâm thì inbox Zalo. Số điện thoại em là 0911451210. Bác nào lấy cho em chục cây, 20 cây đi. Mỗi bác ủng hộ khoảng 2 cây là 10 bác là gần hết vườn luôn. Đây. Vanh 16, 17 nhá mọi người nhá. Mỗi người chỉ cần mua ủng hộ 2 cây thôi là em hết cái vườn này. Là ăn Tết ngon lành này. Đây. Ôi, bác đặt cọc tiền mua cái này rồi nhưng mà không tìm ra luôn. Hàng rẻ giá bình dân đây. Cái này hàng rẻ giá bình dân đây ạ. Cái này hàng rẻ giá bình dân này. Cái này là 1 triệu này. Cây 2 thân này 1 triệu này. Bắt đầu ưng cái này chốt đơn cho em này. Cây 2 thân này 1 triệu này. Bắt đầu ưng chốt đơn cái này chụp ảnh màn hình cho em. Ưng cái này chốt đơn chụp ảnh màn hình gửi Zalo. Số điện thoại em là 0911451210. Cây tiếp theo này cũng là 1 triệu này. 1 triệu này. To sum luôn. Bắt nào mà mình không quan tâm đến chi bụi. Mình mua hàng 1 triệu đây. Hàng này em bán có 1 triệu là tán to sum dày đẹp luôn. Ở chỗ khác người ta phải bán 1,5 triệu. Em còn mấy cây em bán lốt giá 1 triệu thôi. Đấy, cái này là cây 1 triệu này. Đấy. Gốc to luôn. Bắt đầu ưng thì chốt đơn chuẩn màn hình cho em nhá. Ưng chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo cho em. Em xin phép tắt like đây.